Chào mọi người, quay lại kênh cân cấu Nhật Bản của mình. Hôm nay lại tiếp tục tiết mục cân cấu nha mọi người. Đây, bán cân cấu thêm mấy hôm nữa rồi mình sẽ bán máy. Cây cân số 1, một cây cân flip. Đây. Cân rút, cân tay trợ máy. Đây. Cái này nặng 240g. Đọt của nó đọt 1.4, vươn ra 34, thu về 119 cm. Đọt này. Đây. Đọt cứng nha, đọt cứng nha mọi người. Đây, 1 khúc, 2. Ba, bốn, bốn giống à, bốn giống nha. Rồi, có bốn giống không à? Khuyên này, cái đầu bố là đã đen, đầu bố là đã đen nha. Đó. Còn cả kia khuyến này thì đều đã trắng hết. Đã trắng. Bọc là bọc nhựa nhưng mà bị bể hết rồi. Này bị bể nha mọi người. Đá thì đều còn nhưng mà bị bể hết rồi. Bể là bể cái bọc nhựa. Rồi. Máy bát Fuji F7. Rồi, nhờ này. Nhờ này. Bọc nhờ hết cho mọi người. Cái này là cái số 1. Cái số 1 này mình bán 150. Về để cho mọi người lấy phụ kiện. Cái số 1 150. Mình thấy lấy cái bát không đủ tiền rồi. Rồi, cái số 2. Cây cân 2 khúc. Nó như thế này đây. Cân 2 khúc nha mọi người. Cây này thì đây, đọt nha. Cây này nặng 140g, đọt là đọt 2.4. Vừa ra 1.6, thu về 85 cm. Đây, đọt của nó đây. Khuyến, đây, khuyến này khuyến inox xoắn. Này, tự xoắn nhá. Cái này về mọi người tự xoắn được. Chỗ này bị sổ nó buộc lại này. Cho mọc inox này. Cái này chất liệu của nó là nhựa tổng hợp. Rất là cứng. Này. À, cái này mà mua về đánh con cũng được này. Đó. Ok. Bạt của nó là bạt nhựa, bạt vàng, bạt nhựa, bạt vàng này. Ok, bạt vàng. Phần cản này được làm bằng nhựa. Bây giờ cản thì là nhựa nhẹ, nhựa khác. Giữa cái tay cầm là nhựa khác, chứ không phải là nhựa tổng hợp như ở phía trên này. Cái này cái số 2. Cái số 2 này mình cũng bán 150 nha mọi người. Rồi, số 3 là một cái cần rút của Daiwa. Ủa, phải không? PG. À, Olympic. Olympic. Cái cần rút Olympic. Này. Cái này á, thì nặng có 200g, đọt 22. Kéo ra, vươn ra 24, thu về 88 cm. Đây, đọt đây. Đây, đọt này đọt tháp nha mọi người, đọt tháp chưa được nha. Độ cứng này á, thì mình thấy là trên 20. Độ cứng trên 20 nhá. Không, 15 thôi, 15 trở lên thôi. Rồi,
Mọi người xem các giống phía trong này, nó có 3 giống à, khá là đẹp. Khuyên, khuyên của nó thì tất cả đây là khuyên inox 1, 2, 3, 4, 5 5 khuyên bao gồm cả đầu bu đã xám hết nha mọi người. Đây, à, độ cứng 15 này, người ta ghi rõ độ cứng 15 và 24. Giờ mình ăn cũng đúng cho bộ, độ cứng 15 và 24. Bán này bật vặn bật vặn nhá. Đây, Olympic chỗ này. Rồi, cái này có số 3. Số 3 này mình bán 300. 3300. Rồi, 4. 4 là một cái cân tay trơ máy, cân rút. Cân rút tay trơ máy. Cái này thì nặng 340 g, đọt 1.2 L. Vươn ra là 5 m, thu về là 93 cm. Đây. Đọt này. Đọt khuyên ẩn nha mọi người. Đọt dẻo khuyên ẩn. Đây, các khuyên ở phía trong này. Đầu bố này. Khuyên ẩn đây. 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 Khuyên. Khuyên con nguyên. Đây cũng con này. Đây cũng con này. Đây. 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 Đây thì không có khuyên. Này quên để mấy giống này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giống hết nha mọi người. 7 giống hết. Mọi người cùng xem ngoài hình ở phía trong các giống nữa nha. Rồi, 7 giống. Phần bát, bát là bát Fuji F6. FK. FK này. F6 này. Fuji này. Ok. Chỗ này được cuộn nhớ. Cuộn nhớ. À, cái cân này thì theo mình thấy á, ngoài hình nó còn khoảng 50% thôi mọi người. Cái này cái số 4. Số 4 này mình bán 220. Ok. Số 5 là một cái cân như thế này đây. Cái này nặng 600 g. Đọt của nó đọt mạnh 0.8. Vươn ra 7 m, thu về chỉ có 89 cm. Đây, đọt này. Đọt mạnh nha mọi người. Đó. Phần này là được à, nãy giờ mình quên nói mấy cái này nha mọi người. Cân số 1, số 2, số 3, số 4. Tất cả đều là fit hết nha mọi người. 1 2 3 4 tất cả đều là chất liệu fit hết nha. Rồi. Cái cân này ở đây là đọt thủy tinh này. Lên từ đây đây trở lên là đọt thủy tinh đặc này. Trở xuống đây là fit hết này. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ủa, không phải là 8, 9 đó. 1, 2
3 4 5 6 7 8 rồi 9. 9 giọng nha mọi người. Mọi người xem ngoài hình các giọng phía trong rồi. Đây, cần này bị của hiệu gì đây? Cũ quá rồi. Nói chung là của Nhật, nội địa Nhật. Cái này thì không phải là nước ngoài xuất về đâu. Ok. Ngon luôn đấy. Cái này cái số 5. Cái này mình bán 300. Sáu là một cây cân 4 khúc. Cây cân 4 khúc chất liệu phíp nha mọi người. Đây, 1 khúc. Bát FS10. Đây, mọi người xem qua cái ngoại hình của nó nha. Đây, nhờ này, bọc nhờ này. Cây này nặng 860g. Đọt của nó đọt 2.8. Vươn ra 5.6, thu về là 1.52 152 cm đó. Đây. Xem đọt của nó trước nha. Cây này cũng là cần phíp nha mọi người. Đọt này. Đó. Đây. Khuyên này khuyên đá hướng. À đầu bu này đầu bu đá hướng. 1 2 3. Không những đá hướng mà con có thể là khuyên này đầu bu này giống kiểu đầu bu kiêng á. Rất là chắc. Rồi, các khuyên này thì khuyên không đá nha mọi người. Thường thường dùng cược này á, dùng cân này là dùng cược cược lớn rồi. Đây. Phíp hết nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở cái đọt này có 7 khuyên này. Tiếp khúc thứ 2 á. Khúc giọng thứ 2 á. Khúc thứ 2 có 1, 2, 3, 3 khuyên. Khúc thứ 3 á. Có 1, 2, 2 khuyên. Và kia khuyên ở cái phần cản á. Nữa. Phần cản có một khuyên nữa. Đây tất cả những khuyên này là đều là khuyên inox hết. Ở phía trong không có đá đâu. Vốn gì của nó không có đá nha mọi người. Chứ không phải là nó mất đá đâu nha. Đó. Đây. Để cái này vào. Tất cả đều là chất liệu phíp hết. Rồi. Này nó bọc nhờ. Từ đây. Bọc nhờ hình như là khoảng 90% phần cản nha. Đây. Rồi. Chuôi để cắm này, chuôi gỗ. Đây, bát EPK. FK FS 10. Bát này là máy lớn rồi. FS10 nhá. Và trượt thì nó không rỉ. Rồi, cái này cái số 6. Cái số 6 này mình bán 500. Số 7, một cái cần rút. Cái này giống cần Olympic á, nhưng mà mình nó mất cái chữ hết rồi, mình không có thấy được. Cái này thì nặng 140g. Đó. Cái phần cây này á, thì lại bị mất đọt. Cái phần mà con này của nó á, là dài là được 40. 40 đúng rồi, 40. Cái này vươn ra hiện tại bây giờ 3m3, thu về 98 cm. Cây này á rất thích hợp để cho ai mua về chế cực trong, cân cực trong. Đây, ai mua về chế cân cực trong thì cái này là hợp lý nhất.
Đây là con ở đây. Này, con một giống, hai giống, ba giống, bốn giống cả thể nha mọi người. Các giống ở phía trong con rất là đẹp. Đây, cái này là cái nhờ nó buộc trong thời gian nó bị mất mất cái keo, à nó dán rồi thời gian nó mất cái keo thôi, không có chết. Cái đây là cái xốp, mọi người chỉ cần cực trọng thì về để một cái máy F5 ở đấy, khoét một lỗ ở đấy là cái cân nó thành cân cực trọng thôi. Hay mua cái này về chỉ cân cực trọng rất là hay nha mọi người. Đó, có cái này về chế cân cực trọng với có cái bọc inox này. Rồi, cái này cái số 7. Bán 100 ngàn thôi. Đó, về chế. Rồi, số 8. Ngoài một cái cân tay nữa. Hiện tại bây giờ cái cân này nặng 120 g, đọt của nó là đọt 1.9, đọt 1.9 vươn ra 30.5, thu về là 106 sen. Này đó, đọt này chỉ là đọt cân tải thôi mọi người nha, chứ không có khuyên ẩn nha. Một giọng này, hai giọng này, ba, bốn, bốn giọng nhé. Đây, đây, cái cân này thì mình thấy ngoài huy nó còn khoảng 60%. Cái này cái số 8 rồi. Số 8 này mình bán 130 100 à, bán 130 ngàn. Ok. Số 9 là một cân Caterboy 2m7. Caterboy 2m7. Cân này thì nặng 200 g, đọt 2.6 ly, đọt cứng, vừa ra 27, thu về 98 sen. Đây, đây nha. Rồi, một giống, hai giống, đúng ba giống rồi. Rồi, tờ phân khuyến của nó nhé. Khuyến này, khuyến thì có cái đầu bô, một khuyến, hai khuyến, ba khuyến, tất cả khuyến inox đều nhưng mà hơi dơ. Cái này về mọi người vệ sinh lại. Khuyến này thì vốn dĩ của nó là không có đá, chứ không phải là nó bị mất đá nha mọi người. Đây, còn phần bát, bát của nó bát vằn, bát nhựa vằn nha, bát vằn nhựa. Tay cầm ở đấy á, là tay cầm nhựa rất là chắc. Cân này á thì cân này cũng chất liệu phíp luôn mọi người. Rồi, cái này cái số 9 rồi. Cái số 9 này mình bán 140. Số 10. Số 10 là một cái cân hai khúc. Nhựa tổng hợp, nhựa đặc. Những cái cân này có đặc trưng luôn luôn được gia công phần inox ở đây này. Và phần inox bọc ở đâu này. Đây. Giờ hai phần nổi á, nên rất là chắc. Cây này thì nặng 180 g, đọt 22, vươn ra 2m, thu về là 102 sen. Đây. Đọt đấy nha mọi người. Đọt đây. Rồi. Phần đọt này thì đầu bu đây.
đầu vô có đá trắng này. Ok. Rồi, các phân khuyến ở dưới này á thì là khuyến không đá, chứ phải không phải là khuyến không có đá nha. Khuyến này khuyến không đá. Đây. Khuyến không đá. Cái này nó bị bung ra một xíu rồi này. Cái này nó bị bung ra một xíu rồi. Về một cái chấm này, chấm han này cái là được rồi. Một là chấm han, hai là quần cước. Ai có han thì chấm han, không có han quần cước là được. Đây. Đây là inox nha mọi người. Đây, bát của nó là bát vàng inox không rỉ. Bát vàng inox không rỉ này. Phần tay cơm này á là gỗ. Gỗ cứng chứ không phải là gỗ xốp, gỗ mềm đâu. Gỗ cứng nha. Rồi, cái này cái số 10 rồi thôi. 10. Cái số 10 này mình bán với giá là 160 nha mọi người. Cái số 10 này mình bán 160. Rồi, ok. 11 cùng một cái hai khúc nữa. Cái này nặng 180 g, đọt 2 ly, vươn ra 1,6, thu vào như thế này là 89 sen. Cái này còn một kia lục lạc đây này. Đấy. Khi cả cảnh có lục lạc nó kêu, mà gió thổi thì lục lạc nó cũng kêu. Đó. Này. Khuyến từ quấn. Khuyến inox xoắn từ quấn nha mọi người. Đây. Đây. Nó bị bung nở ra đây. Về mọi người quấn lại. Quấn cược lên nhá. Đây. Cái này nhựa đặc tổng hợp rồi. Này. Inox. Cái này cũng là chuối inox này. Đây. Inox xoắn nha. Khuyến đều là inox xoắn hết. Đạt. Cái này đánh nhau con tướng nữa. Đó, thấy không? Mình gọi kiểu đó mà nó không gài được thì đánh nhau sướng này. Mua về làm gài đánh nhau cũng được. Quá rẻ. Rồi. Bát này bát vặn. Mọi người về nên đánh cược lên những cái chỗ này nhá, để vặn cho nó trơn tru hơn nhá. Đó, đánh cược lên xíu là ngon này. Phần tái này ta gỗ nha mọi người. Tái này là gỗ này. Gỗ này gỗ cứng. Đây. Rồi, cái số 11. Cái này thì mình sẽ bán với giá là 130 ngàn nha mọi người. Số 11, 130. Rồi, một cái cây cân tay. Cây cân tay rút. Cái này á thì nó có 80 g, đọt 1,6, vươn ra 2,7, thu về là 96 sen. Đây, đọt của nó đây. Ok. Một giọng này, hai giọng này. Ở phía trong thì con đẹp. Ba giống. Đây. Tất cả ba giống. Một cái cân rất là hay. Đây, ngoài hình tổng thể của nó đây. Nó có cái dòng chữ gì ở đây này. Một dòng chữ Nhật. Thì mình tạm dịch là cân cấu chất lượng cao, rất đáng tiền. Đây ai biết thì từ dịch ra nhé. Đây, đáng tiền ở Nhật thôi, về Việt Nam thì mình bán có 120 ngàn này. 12.
120. Đây, 13 là một, cũng là một cái cân rút. Cái cân này hơi bị vip đấy nha. Cái cân này á là nặng 540 g, đọt 4 ly, vươn ra 3,7 m, thu về 117 sen. Đặc điểm của cái cân này như thế này này. Cân này thì chất đều fip nha mọi người. À, những cái cân hồi nãy giờ mình đã giới thiệu đấy đều là fip hết nhá. Đây. Còn cái nào nhựa tổng hợp hay là cán gỗ gì mình đều có giới thiệu hết rồi. Đây. Cái này đặc biệt ở chỗ này này, cái phần đọt nha, mình nói cái phần đọt trước nha. Cái phần đọt của nó thì quả cứng này. Độ cứng này thì khoảng là 50. Độ cứng 50 nha mọi người. Đây. Rất là cứng. Cân này cũng là cân fib thôi, nhưng mà độ cứng này rất là cứng, độ cứng 50. Rồi, tới phần đọt, mình nói phần đọt xong này. Rồi, mọi người xem các cái ngoại hình các giống phía trong. Chiều nay mình sẽ giải thích những cái này. Là có một giống, hai giống, ba giống, bốn giống. Rồi, cả hai là bốn giống. Các giống ở phía trong thì con rất là mượt, chỉ hơi xước nhẹ thôi. Đây. Tới phần khuyên. Khuyên á, thì đây. Đầu bù. Đầu bù đây. Khuyên này là khuyên 3 lớp inox. Rồi là khuyên trong là cái gì đây? Nhựa. Tôi thêm một lớp đá, đá trắng ở ngoài. Cái khuyên đầu bù này thì còn đẹp này. Rồi tiếp. Hai cái khuyên này là hai cái khuyên trượt. Hai cái khuyên trượt. Đọt này đọt hình tháp trượt rồi. Hai cái khuyên trượt. Một cái này thì là nó bị bể. Bể đây. Cái này nó cũng bể. Nhưng vấn đề á là nó vẫn đang còn đá ở đây. Đang còn đá ở đây. Cái này thì mình có nhỏ một xíu. À chưa. Chưa nhỏ keo. Cái này về mọi người nhỏ keo ra nhá. Nhỏ keo là sai ok à. Con không thích á thì quần cước. Đây. Nhưng mà nhựa mà bọc inox, phần trượt của nó là trượt inox này mọi người. Đây, cái này inox. Cái này cũng là inox. Rồi, ra tiếp. Cái này nó cho phép dùng khuyến tùy tròn. Khuyến tùy tròn nha. Khuyến tùy tròn thì cái chỗ này á. Chỗ này cái gì đây? 20-25. Khuyến này nó cho phép là dùng cái khuyến mà khuyến kẹp. 20-25. Mọi người chỉ việc bỏ khuyên vào đây. Kẹp ra. Kẹp. Đó. Kẹp ra có đồ cho nó kẹp đấy. Chứ như kiểu khuyên mà khuyên máy á. Hai đúng không? Đó. Một cái này. Đây khuyên khuyên lửa này. Rồi. Tới đây. Tới đây khuyên cái này. Khuyên cái này. Khuyên cái á. Là từ 40-50. Đây. 40-50. 40-50 ở đây mình thấy hình như cái khoảng cách 40-50. Cái đồ lớn của khuyên. Đó. Tất cả những cái này thì đều inox không rỉ. Của FK hết nha mọi người. FK. FK là Fuji. Đây. FK. Mình thấy có một số thì nó ghi Fuji luôn. Một số thì nó ghi FK Pass. Nhưng mà mình tìm hiểu thì nó tất cả đều là của Fuji hết. Đó. Cái này to như một cái máy này. À, to như một cái bát này. Đây, đây nó ghi bát luôn. Đây. Hai cái này chỉ để kẹp khuyến thôi. Khuyến là khuyến tùy tùy chọn. Nhiều khi mọi người dùng khuyến mà khuyến bự như thế này, hoặc khuyến thế này, hoặc khuyến thế này, tùy theo máy của mình cấu. Thì mọi người có thể tùy chọn khuyến ở đây. Rồi, ra từ đây. Bạch vằn. Bạch vằn này á thì theo mình thấy á, cái loại bạch vằn inox không rỉ này á thì so với cái chiều dài và cái đồ lớn này á, đây chiều dài này này. Thì mình thấy nó ngang bằng với cái máy ngang bằng với cái bát F10 á. Đây, ngang bằng với cái bát F10 á.
Đây, quần nhơ này. Quần nhơ này. Quần nhơ này. Phần chuối á, phần chuối này thì kim loại này. Gỗ, cần gỗ này, à, phần chuối gỗ này. Thì đây được bọc phạt kim loại nữa, đấm xuống như là khỏi nứt. Ha, nói cái kia cái cân này hơi nhiều, chắc phải lấy nhiều tiền. Cái số 13. Nói này giờ mà lại có 400 ngàn. Mười bốn à, Hàn Quốc. Đây, cân này cũng chất liệu phíp nha mọi người. 36, cái cân này là 180 gram. Đọt của nó đọt là 0.9 ly. Vươn ra 30. Hiện tại bây giờ mình đó thì mình thấy chỉ còn 34 thôi. À, không biết là người ta sản xuất xa hay là mình đo xa. Đây, thu về thì là 1 mét. Nhưng mà cái này thì mình thấy ở đấy á, đáng lẽ ở đây là nó sẽ có một cái đầu bu ở đây. Đầu bu nhỏ, vì đọt này là đọt mạnh thôi. Nhưng mà cái này nó không phải gãy mà nó bị mất cái đầu bu. Mất cái đầu bu ở đấy nha mọi người. Đây, cái đọt mạnh đây. Đầu bu thì về thái đầu bu thôi, mua đầu bu thái thôi. Đó. Rồi, các chồng phía trong này, 1, 2, 3, 4, phía trong con đẹp. Rồi, thu về xem phần khuyến nha. Đầu bú thì mất, về mọi người thêm phần đầu bú vô thôi. Cái này là thật là không phải bị gãy, nhưng mà không biết sao mình đo 34 mà nhà sản xuất kêu 36 rồi. Chắc là chơi đều. Khuyến này, khuyến có 4 khuyến. Khuyên đá trắng, à, khuyên đá xám. Ở ngoài là inox hết. Nói chung cân này thì mình thấy chất lượng cũng ok. Vừa túi tiền. Đây, bọc nhớ. Chỗ này làm gần cho dễ dễ nhìn. Bọc nhớ, bọc nhớ, bọc nhớ hết phần này để cho mình dễ cầm này. Bát là bát Fuji FS6. Fuji FS6. Cái số 14 này á thì mình bán 180 ngàn nha mọi người. Số 14 180 ngàn. Rồi, 15. Cái cân Daiwa Super Power 24 PS. Power, power xúc. Bát Fuji set. Rồi, nói về cái phần này chịu này. Cái này á thì nó nặng 200 g, đọt 2 ly 4, dài 24. Thu về là 93 cm. Đây. Đọt này độ cứng khoảng 15 nha mọi người. Khoảng 15 nha. Rồi. 1 2 ba ba khúc. Cân này cân này cầm giật cả được. Cân này cũng là cân phíp nha mọi người, phíp nha. Rồi, chất liệu của nó là phíp, phíp này. Đây, khuyên. Ồ, này giờ mình chưa nói tới phần khuyên. Có cái đầu bú á. Đầu bú này là đầu bú không loại, không đá, chứ không phải là mất đá nha. Còn khuyên này có 3 khuyên nhựa đá trắng. Đá trắng ở phía trong. 2 khuyên trên bị bể, khuyên cái thì không sao. Rồi, ok. Bát Fuji set. Fuji set mấy đây? Cái này chắc F6.
Đây. Phần inox bọc hết chỗ này này. Còn nhờ. Rồi, cái số 15 mình cũng bán 180.000. Kết thúc video. Ai mua hàng thì liên hệ với là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng. Cảm ơn mọi người nhiều.